Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ cho anh chị em một số cái phân cái thuốc để đặc trị một cái món dày. Và trước tiên thì cũng xin mời anh chị em, anh cô dì chú bác là ngắm cái cây kèn hoa nở hàng của rừng Lai Châu nở tại vườn nhà mình. Đây, đây là một mặt bông tím rất là đậm và đẹp. Những cái mặt bông như này thì nó không có nhiều nhé mọi người nhé. Cực kỳ là hiếm rồi chứ không như ngày trước nữa. Ngày trước thì mình có thể là nhìn cây có thể phân biệt được nhưng bây giờ thì rất là khó. Đấy. Đây bên này thì nó là cái hàng cũng là của Lai Châu. Đấy, các bạn có thể nhìn phân biệt qua cái mầm rồi là cái độ phát triển của cây như thế này. Đấy. Nhưng mà hoa nó thì lại nhạt hơn rất là nhiều so với cái cây bên kia. Cùng một giống thôi nhưng mà hoa nó cũng đậm nhạt khác nhau. Đấy, nhưng cái khuôn bông và cái loa kèn của nó cũng rất là nổi bật và không hề khác nhau một chút nào hết. Nó có môi rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái độ mà cái loa của cái, tức là cái mũi hình cái kèn đây này, đấy, tại sao người ta gọi là loa kèn đấy, nó rất là đặc trưng đấy. Nhưng mà nó cũng có cái màu sắc khác nhau và cái đặc điểm của cái cây hoàng thảo kèn này thì nó có cái bông màu như này nhưng mà nó lại bé hơn đấy. Hoa bên này thì nó rất là to đấy. Tức là cái kích cỡ của cái bông bên kia nó sẽ, tức là nó có 3 kiểu bông. Đây mình có thể nói gọi là kiểu bông đại và bên này gọi là kiểu bông nhỏ. Còn một kiểu bông nữa, nó là nó nhỏ hơn cái bông này một chút. Đấy, nó nhỏ hơn này một chút. Đấy, thì chúng ta có thể là phân biệt là như vậy để chúng ta sưu tầm được. Thực ra thì mặt bông nào, cái khuôn bông nào thì cũng đẹp giống như nhau thôi. Cái màu sắc thì tùy từng người, có người thích đậm, có người thích nhạt. Có người thì ở cứ hoa là được, chứ không cứ gì là đậm hay nhạt. Đấy là cũng chia sẻ cho anh em như vậy. Đây thì cũng xin giới thiệu cho các bạn anh chị em rằng là hôm vừa rồi thì mình cũng lên trên vườn. Đấy, đây là cây hoàng thảo tam bảo sắc mọi người nhé. Đấy thì cũng thấy một cái cây nó rất là nhiều nụ. Thế nhưng mà bên này thì ngược lại, bên này thì lại bị đuôi rất là nhiều. Đây, anh chị em có thể nhìn thấy là một trong những cái thành phần mà gây hại cho cái cây hoa lan vào cái thời điểm bông. Đây là thời điểm bông nhé. Đấy, nó là những cái con dẹp bé tí như thế này. Anh chị em này. Đấy, mà nếu như chúng ta mà phun cái thuốc trừ sâu ấy, diệt dẹp ấy, thì nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người. Hoặc là chúng ta, những cái giò lan này chúng ta sẽ bỏ vào trong nhà để chúng ta trưng bày, chúng ta ngắm. Thế nhưng mà lại có những cái con dẹp này mà chúng ta không phun thì nó sẽ hút hết nhựa của cái nụ đi, nó đuôi như thế này. Rất là bực mình nhé mọi người nhé. Nó đã ăn mầm non là rất là khó chịu. Đấy, cho nên là mình cũng sẽ chia sẻ cho anh chị em cái thuốc để cho mọi người dùng. Đấy, sau nữa mắt lát nữa mình sẽ phun cho các bạn nhìn thấy thuốc của mình. Thuốc nhé các bạn nhé. Đây là hàng mình nhập khẩu nguyên lô. Tức là nguyên một thùng. Đấy, qua công ty đó là nhập từ Anh Quốc trở về Việt Nam. Và cái này thì nó cũng có một cái lọ là 1 lít và lọ 100ml như thế này. Anh chị em nhé. Và anh chị em nên nhớ rằng là mình cũng có nhìn một số cái quảng cáo. Đây là cái cảnh báo để cho anh chị em cân nhắc thôi. Chứ còn mình cũng không phải nói là các bạn mua hay không thì tùy các bạn. Đấy, một cái số quảng cáo mà người ta nói là, mình có hỏi là bao nhiêu một lít nước, à bao nhiêu lít nước một cái lít thuốc như này. Thì họ có nói là 400 đến 500 lít nước trên một lọ một lít. Thì khẳng định với các bạn rằng là không đúng nhé. Đấy, người ta chỉ là quảng cáo lấy cho nó các bạn mọi người cảm thấy hào hứng để mua. Thì thực ra một lọ này nó được có 16 lít, à được có 8 lít thôi. Tức là 100ml cho 8 lít nước. Và 1 lít thì nó chỉ được có 80 lít nước. Đấy, 1 lít. Đấy,
tức là 1000 ml ấy, nó chỉ được có 80 lít nước thôi, chứ không phải là 400 đến 500 lít nước đâu. Nên là mọi người cũng phải cân nhắc, bởi vì chúng họ mất tiền quảng cáo, họ bán tự nhiên là mà giá nó rẻ, chỉ có 250.000 một lít, thì mình nghĩ là nó không hiệu quả nếu như các bạn pha đúng như thế. Đấy, còn lại là mình cũng chia sẻ trên đây để cho anh chị em dùng. Cái này là dùng, mình hay dùng vào cái mùa này, là để phun cho nhà, cho tường, cho vườn lan, rồi phun các loại dẹp đấy, thì nó có cái an toàn hơn rất là nhiều. Bởi vì cái nhãn đây này, đấy, nhãn màu đen nền xanh như này thì là nó ít hại cho con người. Cho nên là anh chị em, nếu như anh chị em không mua được ở trên mạng hoặc là không tin tưởng, thì các bạn có thể qua vườn mình, là mình chia sẻ cho các bạn cái lọ như thế này. Đấy, đây là cái thuốc để mà mình phun. Đấy, mình mới pha một bình 20 lít này, mình phun đều, phun giải đều luôn. Và đây nha mọi người, phun thì mọi người phun như thế này cho nó đảm bảo an toàn này. Đây này. Đặc biệt là những cái cây hoàng thảo kèn, những cái dòng hoàng thảo mà nó ngọt ấy, thân nó có vẻ là ngọt ấy, hoa nó thì những cái con muỗi nó rất là thích ăn. Đấy. Đây những cây hoàng thảo kèn của mình thì có những cái con dẹp rất là bực mình luôn, cho nên mình cứ phun đều như này. Anh chị em phun đều cả gốc, cả lá, cả ấy cho mình. Đấy. Cái độ tơi của cái vòi này càng tơi thì các bạn sẽ tiết kiệm được thuốc, đỡ phí, chứ nó không bị lãng phí thuốc. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ yên tâm hơn về cái vấn đề là về cái những cái con dẹp, con diếc ấy là nó bị cắn hết hoa thì nó sẽ bị chết rất là nhanh chóng thôi. Và nó độ lưu của cái này ấy, thì nó cũng được khá là lâu nhé. Độ lưu của cái này thì nó được khoảng từ 4 tháng đến 3 tháng đến 6 tháng, tùy từng môi trường của vườn của các bạn. Đặc biệt như là ví dụ như là mà cái vườn mà các bạn hay tưới nhiều ấy, thì nó chỉ được khoảng 1 tháng thôi. Đấy, đấy cũng khẳng định với anh chị em thế, bởi vì chả có cái thuốc nào mà nó bám dính quá lâu ở trên cái nước này được. Đấy. Đấy. Đấy, mình phun hết thế này thì mai ngày kia là nó không còn con dẹp nào nữa, hoặc là cái con bọ, kể cả những cái con bọ nó hại cho cây trồng. Muỗi rồi là các loại dẹp, diếc, rồi là cái côn trùng gây hại cho cây cối, cho con người, cho vật nuôi đều được, đều bị nó xử lý hết. Anh chị em cứ yên tâm là như thế. Đây là mình nói thực tế, chứ không phải là mình quảng cáo hay gì cả. Đây là mình đã dùng rồi, cho anh chị em, để anh chị em biết được rằng là cái thuốc này nó có tác dụng như thế nào. Đấy. Mà anh chị em, rất nhiều anh chị em lăn tăn, đặc biệt là những người mà người ta những cái cây lan mà đắt tiền chẳng hạn, hoặc là những anh chị em mới chơi ấy, không dám ấy, không dám phun, sợ là nó chết hoặc là nó bị chột hay nó đuôi nó hỏng. Đấy, nhưng mà cái này thì các anh chị em yên tâm là cứ pha một bình 8 lít nước, phun lướt đều cái này thôi, chứ không cần phải là đậm đà đâu nhá. Đậm đà là nhiều khi nó cũng không tốt, tất nhiên là cây nó không chết, nhưng mà theo mình nghĩ là nó lãng phí ra, nó không ổn. Đặc biệt là cái con diệp sáp ấy, là con này nó cũng sẽ diệt được. Kiến kiếp là quá ok luôn. Kiến đen là một trong những cái tác nhân mà gây ra cái con dẹp đến để nó xử lý, nó tạo ra cái con dẹp đấy để nó lấy cái nhựa, cái mật của cái con dẹp đấy. Và con dẹp đấy thì lại hút cây. Đấy. Anh chị em phun thì nên tránh là cái chiều gió đi. Đấy, tránh chiều gió đi, không là nếu như chúng ta phun ngược chiều gió nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chính chúng ta. Tất nhiên là thuốc này thì nó ít độc hại, nhưng mà chúng ta cứ phải chắc ăn là gì, là cứ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đấy, mình phun hết như này thì ngày mai ngày kia là không còn con dẹp, con muỗi nào luôn ở trong khu vườn của mình luôn. Nên là hầu như là vườn nhà mình là có những cái con dĩn đen ấy, rất là khó chịu.
mà những con dĩ đen này đốt nó ngứa thì thôi rồi. Đấy. Đấy các bạn, phun như vậy là được rồi. Đấy, như vậy thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh chị em cái đơn giản như vậy là cái thuốc để diệt côn trùng gây hại cho vườn lan, cho con người, và phòng muỗi miếc rồi tất cả các loại côn trùng chân đốt cho gia đình của mình. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu mà muốn dùng sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ cung cấp cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Giá một lọ của mình là 120.000, chưa có phí ship mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, anh chị em ở những video clip tiếp theo.